Nguyễn Anh, mới tới hả? Tới hôm qua đó giờ. Con đi đâu đây? Dạ, con tới đây con mang tới cho cậu món quà bất ngờ. Con nhận với sứ mệnh rất đặc biệt. Trời đất ơi, cái gì mà bí hiểm như vậy? Cậu, thì tại vì hôm bữa đó, cậu đã làm cho hai con người họ... Vỗ tay hả? Họ đến được với nhau. Cậu làm gì mà họ đến với nhau? Thì á, cô Thanh với thầy Nam đó, hai người đó tưởng chừng là không đến được với nhau, nhưng mà hả, qua cái tài mai mối của cậu á, cái hai người đó đến được với nhau mà hả, giờ hạnh phúc là cặp đôi đẹp nhất trường luôn á. À, cô Thanh với thầy Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi bữa lúc mà mấy lần mà cậu đi qua đó nè, phụ làm tóc cho chương trình thời trang của Quyền Anh. À, thấy hai thầy cô thích nhau rõ ràng ra mặt gì đó, mà cứ làm bộ làm tịch là bộ tịch. Thế là cậu tư vấn, ê tính là vậy mà dính rồi nè con. Dính rồi, quen nhau bây giờ tao nói mùi mẫn lắm, người ta bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất trường. Ồ, ê, vậy là bây giờ là cậu chỉ cần ngồi yên chắc là chờ nhận thiệp cưới của hai người đó đúng không? À không, cậu nghĩ chắc nhận thiệp ăn thôi nôi của con họ luôn. Ôi cậu lố, cái này lố quá. Cậu cậu người ta nhờ con á gửi quà cảm ơn cậu. Rồi, cho cậu gửi lời cảm ơn thầy cô của con nha. Trời ơi, để coi cái gì đây. Ủa, nghe nè, xin tặng, sao tặng búp bê cho cậu vậy? Ủa sao cái mặt cậu ngỡ ngàng là cậu á, cậu té lét người ta ra vậy cậu? Không phải, nó nghe thầy cô con không biết là cậu chưa có vợ hả, sao tự tặng? Thì tại vì chưa có vợ người ta mới tặng búp bê đó trời. Người tình trong mộng của cậu hả? Không, từ này từng tuổi này mà không có vợ thì người ta tặng búp bê chơi phải rồi. Ê, nghĩ sao tặng búp bê cho cậu vậy? Cậu giỡn, cái này của con. Trời ơi, con này. Nè, cái này mới của cậu nè. Ồ, vậy hả? Dạ. Rồi, nói là cậu cảm ơn nha. Thôi giờ con đi nha. Ừ. Bye bye cậu. Bye bye Huyền Anh. Khỏi chào nha. Hai cái đứa. Ơi, cậu. Ừ. Sao mà cuộc đời bất công với con quá vậy? Nè, nè, nè. Lúc hồi nãy á, nó ở đây sao không than? Giờ nó đi rồi than ai nghe? Đừng có nói là than cho tôi nghe nha. Không phải than cho cậu nghe, mà cậu. Cái gì? Cậu là ông Mai số 1 nha, hay thiệt. Cái gì hay? Chứ gì nữa, thì con mới nghe Huyền Anh kể đó, cậu làm mai cho người ta xong rồi cậu được quà đó. Rồi cái đó bình thường thôi mà, liên quan gì? Vậy mà con thấy á, cậu biết làm sao không? Trong nhà mình nè, có một cặp oan gia ngõ hẹp, không biết là cậu có làm mai được không nữa. Ở trong nhà mình có một cặp, làm sao? Quan gia ngõ hẹp là sao? Thì đó, cứ gặp nhau là cãi nhau, chửi nhau hoài đó, như chó với mèo vậy đó. Ủa, ở trong nhà mình có hai con thú yêu nhau hả? Cậu, thú đâu mà thú. Nhưng còn nói đó, chó mèo thì là Huyền Anh đó. Cậu thấy không, mỗi lần Huyền Anh tới là lúc nào cũng kiếm chuyện rồi chửi con hết. Cậu, mà hình như bây giờ Huyền Anh tới á, mà hai tụi con không cãi nhau á, là con cảm thấy giống như là bức rất khó chịu trong người á. Bức rất lắm phải không? Khó chịu lắm phải không? Dạ. Ủa vậy nói tôi làm chi? Thì cậu... À, là mai là mối đó hả? Dạ. Ờ, hay ha. Thấy ghê á. Dạ cậu. Hèn chi tự nhiên nó đổi, nó kêu tôi bằng cậu ngọt xớt vậy đó. À. Thôi được rồi, cậu á, lỡ mang tiếng là một ông mai mối mát tay rồi, cậu sẽ ráng thử coi ở trong nhà có được không nha, thấy không? Thôi bây giờ nè, dạ. Cậu chấp nhận, cậu sẽ giúp cho con đi lấy tay đi con. Ủa, sao tự nhiên con đi lấy tay cậu? Thì con nói đó, con Quyền Anh nó chửi riết mà con ghiền luôn đó. Lấy tay đi, chuẩn bị nghe nó chửi nữa. Cậu này, cậu, nhớ giữ lời hứa nè. Ui kỳ trời, khi khổng khi không bây giờ có thêm cái nghề nữa, nghề mai mối. Mà ông bà mình nói á là... Trời, sao lựa ngay cái ngu đầu tiên mà làm vậy nè. Có khi nào mình khùng không ta? Nè, Huyền Anh uống đi. Ủa, hẹn tôi tới đây này là ngồi nhìn nhau cười vậy thôi hả? À, có gì không anh nói đi. Không, thật ra là tính hẹn ở tiệm tóc, nhưng mà sợ là ở tiệm tóc đông người á, với lại hai đứa gặp nhau cứ hay cãi nhau á, cho nên là hôm nay hẹn tới quán cà phê của mẹ. Mẹ Duy á, để có gì nếu mà Huyền Anh. Cái quán này của mẹ hả? Ờ đúng rồi, quán này quán của mẹ Duy á. Nhưng mà sao hẹn tới quán của mẹ anh vậy? Thì có lỡ mà hai đứa mình cãi nhau á, nếu mà Huyền Anh có lớn tiếng thì cũng biết sợ mẹ Duy. Anh gài tôi,
ý là anh nói là tôi có anh hiếp anh là tôi phải sợ phụ huynh của anh đó hả? Không. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà anh đi ra đường anh lôi phụ huynh vô? Không phải, tại vì muốn là hai đứa có một chỗ riêng tư á. Tự nhiên tại vì nè chiên con. Ủa sao anh có được cái vé này hay vậy? Trời ơi, show thời trang nổi tiếng khó mua vé lắm, bữa hổm tôi mua mà hết vé rồi. Cái này á là của bạn Duy á, đưa cho Duy á. Cái show thời trang này á hay lắm đó, Biên Huyền Anh thích. Trời, với lại là tôi dân thiết kế mà tôi biết mà, nổi tiếng lắm á. Đúng rồi, hai cái ghế này ngồi hàng đầu luôn á. Có gì thứ bảy á Huyền Anh đi với Duy nha. Thôi Huyền Anh, tối thứ bảy thì đi với Duy nha. Tôi thích lắm nhưng mà tối thứ bảy tôi bận rồi. Ủa vậy hả? Tại vì anh biết không, tại vì mỗi lần mà muốn hẹn gì đi đâu á là phải sắp trước nhiều khi cả tháng lần á, bởi vì khó lắm. Thôi vậy thôi, vậy Duy ở nhà luôn được không sao đâu. Hay là anh trả lại cho cái người tặng anh đi chứ không thôi phí lắm á. Nhưng mà hả, là không phải ý tôi nói là sao? Trả hả? Nếu mà cũng phí lắm anh. Hay là nếu mà Huyền Anh không thích đi với Duy á, thì Huyền Anh cũng có thể rủ bạn Huyền Anh đi chung cũng được. Tôi cũng muốn đi để tôi coi bạn tôi rảnh không, tại vì bạn tôi cũng thích show này lắm. Ảnh cũng mê cái show này lắm nên chắc tôi đi với bạn. Sao đi đi, anh công nhận anh tốt bụng. đi với anh nào? Bạn tôi đó, bạn tôi cũng dân thiết kế thích lắm. Cảm ơn nha. Anh tuy là anh hơi bổ bả nhưng mà riêng về khoản này anh rất là dễ thương. Cảm ơn anh nha. Huyền Anh. Ôi trời ơi, cậu nói cuối tuần nha, khách cứa đông muốn chết mà tiệm gì mà thợ thầy nghỉ hết trơn á. Tuyền á thì bệnh xin nghỉ, Mạnh á thì đòi về quê 4 ngày. Nè, con Lài nó vô duyên á, khi không à nghĩ chăm thằng Ben bị nhiễm siêu vi, riết cậu thấy cái cặp đó như má con vậy đó. Trời ơi cậu ơi, bây giờ mùa này mùa cảm cúm đó, con với cậu còn phải giữ, chứ không thôi á bệnh là mình đóng cửa tiệm luôn đó cậu. Cậu biết chứ. Ê nhưng mà nè, dạ nói nghe nha, lúc này á cậu đi tập gym xong á, muối để miết gì thì chưa thấy lên, nhưng mà được cái gì nè, mấy cái bệnh lặt vặt á cậu không có bị. Ủa dạ gì sao cậu? Hôm nay tối thứ bảy mà sao con ngồi đây vậy? Ủa thì con không ngồi đây chứ đi đâu cậu? Cái gì vậy? Cậu có hai cái vé coi show thời trang bạn cậu tặng. Ơi cái show đó khó kiếm vé lắm nha, rất ruột lắm cậu mới để ra cho con với con Huyền Anh đi coi. Sao ngồi đây? Cậu ơi, Huyền Anh á chê con không có am hiểu gì về thời trang hết, cho nên nó không chịu đi với con. Trời đất ơi, sao mày ngu vậy con? Trời đất ơi, mày làm vậy rồi mới mốt mày đổi thừa cậu là làm ai không mát tay. Cậu đã tạo cơ hội rồi, tự nhiên nói. Trời mà kê đó tao đấy. Cũng may là con Huyền Anh là cháu cậu á, chứ đứa khác là... mà thôi, cho Huyền Anh cũng được. Dạ. Chán ghê á. Rồi nè. Dạ. Thôi ở đây coi tiệm đi nha, cậu chạy đi ăn một chút. Dạ. Cậu nhớ mua con ổ bánh mì nha cậu. Lát cậu mua xôi cho. Dạ. Ủa? Cậu mới tới. Chào anh. Chào Huyền Anh. Huyền Anh. Dạ. Con không đi coi thời trang sao tới đây chi vậy? Trời đi chứ, thì con chuẩn bị đi nè. Chuẩn bị đi hả? Dạ. Chuẩn bị đi sao còn qua đây? Thì... đúng là giờ này con phải đi rồi. Hiểu không? Thì con biết rồi, thì tới giờ đi rồi đó. Thay đồ đi rồi đi. Ủa, là qua rủ tôi đi hả? Nó nghe nè, chắc nó qua rủ cậu đi á. Không, nhìn mặt nó là biết là nó không thích đi rồi, đi cậu đi với con. Cậu, không cậu. Nhưng mà con không thích đi với cậu cậu. Ê Huyền Anh, dạ? Con là cháu ruột của cậu, mày phản cậu gì đấy hả? Nhưng mà tại vì đi cậu chán lắm. Trời ơi, tôi thọt ông nội. Dạ. Trời ơi, nó qua nó rủ đi kìa, giờ có muốn đi không? Thôi chắc hôm nay con đi đâu. Tại vì với lại con cũng không có am hiểu về thời trang, con sợ đi với Huyền Anh. Sao con hiền vậy Di? Cái này dân gian người ta kêu là ngu đó. Trời ơi, con gái nó đã qua tới nơi nó rủ mình đi rồi mà con không chịu là sao? Sao vậy? Tại con á. Sao vậy? Tại sao con tại con? Bữa con cũng hơi... tại vì con muốn thử lòng á. Con thấy cho con hai cái vé rồi con không biết là có muốn đi con không. Cái con nói cho tôi hai vé để tôi rủ bạn tôi đi. Cái gì? Là hôm bữa thử lòng hả? Cái tưởng đi với người ta thử lòng á bơ. Sao vậy? Mặt mày sáng láng mà con vẫn ngu á. Con ngu lần hai lần ba luôn, con ngu bền luôn á.
Trời, con gái nó nói vậy mà con cũng nghe nữa thôi, hả? Thôi được rồi. Vậy thì bây giờ tôi đi với Huyền Anh. Cậu ơi. Gì? Cậu đóng cửa tiệm nghỉ luôn đi cậu. Thôi con, cuối tuần mà cứ để đi. Trời, đóng cửa tiệm ra được. Thôi hai đứa cứ đi chơi đi nha. Dạ. Vậy là cậu làm mai mối cho người ta rồi cậu cứ mãi một mình vậy hả? Thì kệ tôi cô ơi. Một mình gì mà một mình. Mai mốt á là cậu cưới cái tiệm tóc này luôn nè. Cậu ở với tiệm tóc này luôn. Khùng quá vậy. Nè cậu dặn nha. Hai đứa đi vô coi show thời trang, im lặng mà coi thưởng thức thôi. Cậu biết hai đứa em mở miệng ra là gây lộn mà. Gây lộn người ta đuổi một cái ra là nhút mặt hết, nhớ chưa? Dạ, cậu yên tâm đi cậu, con đi nha cậu. Thần lắm, nắm tay. Thôi gì? Không có, lại tự tính tay. Bye bye cậu nhớ ăn nha cậu. Trời đất ơi, hai cái đứa này thiệt tình.